Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người về cái máy tưới Sakura mà nó có phay cầu trước. Cái này nó có thể sử dụng động cơ 170, động cơ xăng hoặc động cơ 173 dầu hoặc là động cơ 178 dầu. Nó không cần nhất thiết phải sử dụng 186 bởi vì 186 nó khỏe quá. Đấy, con này mình đã lắp sang cái bộ lưỡi phay bốn hàng phay cho nó rộng đường đi bởi vì con này nó khỏe. Đây, bốn đường phay này. Đó, bốn hàng phay. Để cho nó rộng đường đi cho nó khỏe nha, để cho nó rộng đường đi cho nó nhanh hơn. Còn cái thiêu máy của nó ba hàng phay này thôi. Đó. Và giờ mình sẽ test cái ruộng mà vừa gặt xong nhá. Vừa gặt xong để mình test cái ruộng vừa gặt xong luôn. Hôm trước thì mình đã làm cái clip về phay cái ruộng dạ có nước là rất là ok rồi. Giờ mình sẽ test cái ruộng mà ruộng khô mà có dạ và có cả các rơm này nhá. Đặc biệt là cái máy này nó không bao giờ sợ bị cuốn mọi người nhá. Đây, rơm này đi không bao giờ cuốn. Rồi giờ mình sẽ khởi động này. Đầu tiên là phải ga lên này. Bước thứ hai đóng áp xuống và giật nổ. Về số 0 cho an toàn.